Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin từ Business Insider, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Trung Cộng, được gọi tắt là CASIS, là nhà sản xuất hỏa tiễn lớn nhất của Trung Cộng, đang chào hàng hỏa tiễn đạn đạo chống chiến hạm CM-401 tới các khách hàng quốc tế. Đây là loại hỏa tiễn đạn đạo chống chiến hạm đầu tiên mà Trung Cộng bán ra nước ngoài. Được mô tả trong tờ China Daily có khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác vào các tàu cỡ trung bình, hoặc là lớn, hoặc là chống lại các mục tiêu trên bộ. Trung Cộng đang càng ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình trên thị trường buôn bán vũ khí quốc tế. Về cơ bản có thể tạm coi CM-401 như một sản phẩm sửa đổi từ DF-21D dành cho thị trường xuất cản. Đây cũng là một loại hỏa tiễn đạt đạo chống chiến hạm với tính năng chiến thuật rất đáng chú ý. Hóa tiễn CM-401 có khả năng đạt tới tốc độ tối đa là Mach 6 khi bước vào giai đoạn công kích. Nó thực hiện được đường bay phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương tương tự như Ashkander-M của Nga. Tầm hoạt động của CM-401 với tốc độ trung bình là 1.360m cho một giây, tức là khoảng 4.900km cho một giờ, hoặc là gấp 4 lần tốc độ âm thanh trong hầu hết các phần của chuyến bay và đạt vận tốc tối đa hơn 2.000m cho một giây, gấp 6 lần tốc độ âm thanh khi nó tiếp cận mục tiêu. Hóa tiễn sẽ bay lên một độ cao nhất định cho đến khi đạt được mục tiêu. Ngoài hệ thống tham chiếu định vị vệ tinh có thể dẫn bắn, hóa tiến đạn đạo chống hạm CM-401 còn gắn đầu dò radar chủ động, khiến cho nó xác định được mục tiêu cần phá hủy chính xác, không thua gì hóa tiến hành trình. Đầu dò này có thể thay thế bằng loại bán chủ động hay quan học nếu dùng cho mục đích tấn công mặt đất. Có thể mang đầu đạn nặng 290 kg và có tầm bắn tối đa là 290 km, khiến cho nó được xếp vào loại hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Và tỷ lệ trúng là 90%, có nghĩa là 10 phát bắn sẽ có 9 phát bắn trúng mục tiêu. Nhiều chuyên gia cũng hoài nghi về vấn đề tầm bắn tối đa của hỏa tiễn CM-401 với kích cỡ lớn, hình dáng nhỏ gọn và quỹ đạo lượng sóng, mẫu hỏa tiễn này có thể tấn công mục tiêu khoảng cách tới 1.000 km thay vì chỉ có 290 km như Cassis tuyên bố. Lý do khiến cho Trung Cộng hạ thấp tầm bắn có thể để phù hợp với Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Hỏa Tiễn. Thỏa thuận này được 35 quốc gia ký kết nhằm cấm sản xuất các loại hỏa tiễn đầu đạn trên 500 kg và tầm bắn hơn 300 km. Mặc dù không phải là một nước tham gia ký kết hợp ước kiểm soát công nghệ hóa tiễn, nhưng Trung Cộng đã từng nhiều lần tuyên bố là sẽ tuân thủ điều khoản thỏa thuận này. Các xịt tiết lộ là CM-401 còn có chức năng tấn công mặt đất để tận dụng khả năng động cơ xuyên thủng mạng lưới phòng không của đối phương. Đặc biệt hữu ích với phiên bản lắp ở trên tàu chiến, nhờ độ linh hoạt cao hơn nhiều so với hỏa tiễn hành trình tiêu diệt hạm và tấn công mặt đất trong biên chế Trung Cộng hiện nay. Tập đoàn quốc phòng của Trung Cộng đã công khai hệ thống hỏa tiễn này tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế của Trung Cộng lần thứ 12, được tổ chức vào tháng 11 năm 2018 gần đây tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Công ty này cho biết là CM401 có sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, khả năng thâm nhập cao và sự pha trộn của các quỹ đạo loại vũ khí này có thể được trang bị cho các hệ thống hỏa tiễn trên bờ và tàu khu trục hạng nặng Type 055 đặt ra thách thức lớn cho Mỹ cùng với các đồng minh. Có thể được gắn trên tàu hạm hoặc được phóng đi từ các hệ thống xe kéo di động và mỗi xe có thể mang theo tối đa là hai hỏa tiễn. Các xịt cho biết là quả đạn có thể xuyên thủng mọi lá trắng ở trên tàu chiến hiện nay nhờ sự kết hợp giữa tốc độ cao và khả năng động cơ phức tạp, mỗi bệ phóng của CM-401 có thể khai hỏa hai quả đạn theo quỹ đạo khác nhau để tấn công tối đa hai mục tiêu cùng một lúc, khiến cho đối phương càng khó chống đỡ. Tuy nhiên tại Chư Hải Airshow, cơ cấu radar và xe điều khiển của CM-401 lại không được mang ra trình bày. Các chào bán hỏa tiễn CM-401 với lời quảng cáo là nó có thể xuyên thủng mọi lá chắn của các chiến hạm. Trung Cộng hầu như là một quốc gia đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này đã rao bán các hệ thống phòng thủ ra nước ngoài một cách công khai. Đây là một loại sản phẩm phù hợp với những quốc gia muốn tìm kiếm giải pháp đáng tin cậy, với mức giá hợp lý để răng đe và đối phó với các mối đe dọa từ tàu chiến của đối phương. China Daily dẫn lời đại diện của Cassis phát biểu. Đây là mẫu vũ khí có thể được trang bị cho các hệ thống hỏa tiễn, bờ và tàu khu trục hạng nặng. CM-401 được ví dụ như là một sát thủ hàng không mẫu hạm của Mỹ, vì nó có thể tấn công mục tiêu cỡ lớn, di chuyển với tốc độ tương đối chậm như hàng không mẫu hạm, tàu hậu cần và tàu chiến hạm hạng nặng của Hoa Kỳ. Họa đồ đi kèm với mô hình CM-401 cho thấy nó có quỹ đạo bay kiểu lượng sóng, trong đó, đầu đạn liên tục thay đổi độ cao trong hành trình bay. Khi tới gần mục tiêu CM401, đột ngột vọt lên cao rồi thẳng xuống với vận tốc rất lớn. Kiểu cơ động này dường như sẽ giúp tầm bắn đồng thời tạo ra quỹ đạo bay bất thường cho hỏa tiễn, khiến cho đối phương gần như không thể đánh chặn được. Gu Pessen, một nhà quan sát ngành công nghiệp quốc phòng ở Bắc Kinh nói rằng các hỏa tiễn đạn đạo chống hạm cực nhanh như CM401 có thể có khả năng trở thành một trò chơi thay đổi trong các hoạt động hải quân hiện tại. Bởi vì rất khó có thể các radar và vũ khí phòng không hiện có ở trên tàu có thể đánh chặn hỏa tiễn như vậy do quỹ đạo độc đáo và tốc độ siêu âm của chúng. Do đó người dùng sẽ có thể ngăn chặn hiệu quả các tàu của kẻ địch, đặc biệt là hàng không mẫu hạm tiếp cận bờ của họ. Wu nói Ngoài ra, việc bố trí CM-401 ở trên đất liền có thể giúp cho Trung Cộng tấn công các mục tiêu ở trên biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Tokyo cũng như nhắm vào đảo Đài Loan. Hiện có rất ít quốc gia sở hữu năng lực phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo trên biển, khiến cho CM-401 trở thành mối đe dọa không thể xem thường. Sự xuất hiện của CM-401 cũng sẽ khiến cho Mỹ phải tính toán lại chiến lược phòng thủ hỏa tiễn của mình. Việc Trung Cộng sở hữu ngày càng nhiều loại hỏa tiễn diệt hạm phức tạp hơn sẽ buộc Mỹ phải tăng cả số lượng tàu chiến lẫn năng lực phòng thủ của chúng. Và việc Trung Cộng liên tục giới thiệu và đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị quân sự hiện đại sẽ trở thành mối đe dọa đối với các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Hóa tiễn Cm401 sẽ đặt ra thách thức lớn với mọi đối thủ của Trung Cộng nếu chiến tranh nổ ra trên Thái Bình Dương, chuyên gia Traiterovic nhận xét. Việc đưa loại vũ khí này ra thị trường cho thấy rằng kỹ nghệ của Trung Cộng đang phát triển hơn nhiều và Trung Cộng cũng có các phương tiện để phòng thủ. Với loại vũ khí này thì Trung Cộng sẽ có khả năng răng đe lớn hơn đối với các cuộc tấn công trên biển từ đối thủ, đặc biệt là từ các tàu lớn như hàng không mẫu hạm cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới